Vụ tình thất bồng lai, mặc vô âm tính con gái suốt 2 năm nay, cha mẹ Diễm My sụp đổ. Gần 2 năm kể từ ngày võ thị Diễm My mất tích, bà Mai và ông Thắng, cha mẹ của Diễm My, vẫn miệt mài tìm con. Theo bà Mai, trong suốt thời gian qua, vợ chồng bà đã rất mệt mỏi phải bỏ công việc để tìm con gái. Có những thời điểm gia đình bà phải lặn lội khắp các tỉnh thành phía Nam để tìm con gái, nhưng đến nay mọi nỗ lực vẫn chưa có kết quả. Nhớ lại nguồn cơn xảy ra sự việc, bà Mai cho biết con gái của bà một lần đến thành phố Vũng Tàu vào tháng 4 âm lịch năm 2019 có quen biết bà Cao Thị Cúc, Lê Thị Huyền Trân, người sống trong tỉnh Thất Bồng Lai. Ngày 15 tháng 4 năm 2019, Lê Thanh Huyền Trân rủ con gái của bà từ thành phố Hồ Chí Minh xuống tỉnh Thất Bồng Lai ở Long An ăn buffet và làm quen thêm các thành viên tại đây. Sau lần này, các thành viên trong tỉnh Thất liên tục gọi điện cho Diễm My với nội dung về chùa nghe giảng đạo vào thứ hai từ sáu mỗi tuần con tôi có xin đi xuống tỉnh thất một tuần ba bữa khi đi còn đem theo sữa để cho các chú tiểu dưới đó tôi nghĩ con mình nó đi làm việc thiện nên cứ để cho nó đi nhưng không ngờ con tôi thay đổi từ khi đến tỉnh thất bồng lai bà mai tâm sự cũng theo bà mai kể từ ngày đến tỉnh thất bồng lai con gái bà đã có nhiều thay đổi vào đêm trước khi chuẩn bị lên máy bay đi du học diễm my đã rời khỏi nhà ngay trong đêm bà mai cùng chồng mình đã gọi điện cho con gái để khuyên ngăn nhưng cô gái cương quyết không ra nước ngoài để du học mà muốn tu tại tỉnh thất bồng lai Nghĩ rằng con gái bị bệnh, bà Mai cùng chồng đến tỉnh Thất Bồng Lai đưa con gái về để chạy chữa. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 9 năm 2019, Diễm My tiếp tục bỏ nhà đi. Ban đầu, My còn liên lạc với gia đình năn nỉ mẹ xin được ở lại tỉnh Thất để tu, rồi dần dần đứt liên lạc. Vẫn theo lời bà Mai, quá lo lắng về tình trạng của con mình, ngày 24 tháng 10 năm 2019, vợ chồng bà tiếp tục đến tỉnh Thất Bồng Lai để khuyên con về nhà. Tuy nhiên, khi ông Thắng, ba ruột của Diễm My, mới nói được đôi lời khuyên ngăn, thuyết phục My trở về, thì người trong tỉnh Thất đã dẫn con gái bà trời đi. Mấy ngày sau, hai vợ chồng tôi cùng với mười mấy người anh em bà con đến tỉnh Thất để tìm con gái. Nhóm người trong tỉnh Thất Bồng Lai đã quay video vu khống chúng tôi, đưa 50 côn đồ đến để gây chuyện, bà Tuyết Mai kể. Để gặp con gái, vợ chồng bà Mai đã nhờ cơ quan chức năng tỉnh Long An vào cuộc để được đối chất với bà Cao Thị Cúc, ông Lê Tùng Vân. Sau đó, vợ chồng bà Mai đưa Diễm My về nhà để chăm sóc. Tuy nhiên, đến ngày 11 tháng 6 năm 2020, Diễm My tiếp tục bỏ trốn nhà để đến tỉnh Thất Bồng Lai cũng theo bà mai bản thân bà đã gọi điện thoại cho những người ở tỉnh thất bồng lai như hoàng nguyên nhất nguyên hay cả ông lê tùng vân với mong muốn được gặp con mình và đưa nó trở về nhưng mọi cuộc gọi của tôi đều vô ích khi không có ai nghe máy cho đến nay khi các thành viên trong tỉnh thất bồng lai lần lượt bị khởi tố hiện tại vẫn chưa ai tìm thấy diễm my bà mai nói bà Mai từng mừng đến bật khóc trước thông tin cơ quan chức năng ra quyết định truy tìm tung tích con gái. động lực cũng là mong ước duy nhất của bà Mai và ông Thắng hiện tại là có thể tìm thấy con gái mình Diễm My. bật làm cha làm mẹ mỗi ngày chưa biết về thông tin của con là mỗi ngày thêm lo lắng bất an. gia đình Diễm My hy vọng ai có thông tin gì về con gái hãy liên hệ với công an tỉnh Long An để gia đình sớm tìm được tung tích của cô. đồng thời đưa vụ việc liên quan đến tỉnh thất bồng lai ra pháp luật.